Thân chào quý phụ huynh cùng các em học sinh lớp 2 thân mến. Tiết toán hôm nay chúng ta sẽ học bài đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc. Ta có đường gấp khúc A, B, C, D. Đường gấp khúc A, B, C, D gồm 3 đoạn thẳng A, B, B, C và C, D. Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD. Ta có phép tính 2cm cộng 3 cộng 4cm cộng 3cm bằng 9cm. Sau đây, chúng ta sẽ vận dụng bài học để làm các bài tập sau. Bài 1. Nói các điểm để được đường gấp khúc. Câu A gồm 2 đoạn thẳng. Ở câu này, chúng ta nối 3 điểm A, B, C để tạo thành đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng. Chúng ta có nhiều cách nối. Cách thứ nhất, chúng ta có đường gấp khúc A, B, C. Thứ hai, chúng ta có đường gấp khúc A, C, B. Thứ ba, chúng ta có đường gấp khúc B, A, C. Chúng ta qua bài tập số 2. Tính độ dài đường gấp khúc theo mẫu. Ta có đường gấp khúc M, N, B, Q gồm 3 đoạn thẳng. M, N bằng 3cm, N, B bằng 2cm. BQ bằng 4cm. Để tính độ dài đường gấp khúc, ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc đó theo mẫu. Chúng ta đặt lời giải độ dài đường gấp khúc MNBQ là. Chúng ta lấy 3 cộng 2 cộng 4 bằng 9cm. Đáp số 9cm. Tương tự, như vậy chúng ta sẽ tính được độ dài đường gấp khúc A, B, C ở câu B. Đường gấp khúc A, B, C gồm 2 đoạn thẳng. AB dài 5cm và BC dài 4cm. Chúng ta có bài giải như sau. Độ dài đường gấp khúc ABC là. Ta lấy 5 cộng 4 bằng 9cm. Đáp số 9cm. Chúng ta qua bài tập số 3. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó. Đây là đường gấp khúc khép kín gồm 3 đoạn thẳng tạo thành hình tam giác. Vậy, muốn tính độ dài đoạn dây đồng đó, ta sẽ tính như tính độ dài đường gấp khúc. Chúng ta có bài giải. Độ dài đoạn dây đồng đó là 4 cộng 4 cộng 4 bằng 12cm. Đáp số 12cm. Độ dài của mỗi đoạn thẳng đều bằng nhau, bằng 4cm. Như vậy, ta có thể thực hiện bằng phép tính nhân. Chúng ta có thể lấy 4 nhân 3 bằng 12cm. Lưu ý, trong bài giải thì phép tính chúng ta không ghi đơn vị kèm theo, mà chỉ ghi tên đơn vị ở phần kết quả. Các em lưu ý nha. Tiết học đến đây là hết. Cô chúc các em ngoan học giỏi và thật nhiều sức khỏe.